chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock, kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Thầy có phải là thầy Thích Minh Tuệ không? Vâng. May có cơ duyên đang đi đường lại gặp thầy. Dạ. Thầy đi từ đâu về đây? Dạ, con đi từ Nha Trang tới. Vâng, con biết rồi, nhưng mà sáng nay thầy ở đâu đấy? À, ở bên kia cách thị trấn Bảo Lạc 5 cây. 5 cây à? Giờ mới đi tới đây, dạ. Con đi đường cũng chỉ tình cờ đi qua gặp thầy, lại có ba thầy nhưng mà chả có gì đồ ăn cho thầy thế. Con biếu thầy chai nước nhá. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Anh à, lại gặp thầy nhưng mà đi đường lại không có đồ ăn gì. Dạ, chỉ đi qua biếu thầy chai nước nhưng lại có ba sư thầy cơ. Vâng. Mình cứ tưởng có mỗi một mình thầy. Có hai thầy. Hay con biếu thầy ít tiền đi ăn nhá. À không, buổi trưa đi ăn cơm nhá. Con ăn cơm rồi, không nhận tiền. Ít tiền đi ăn nhá. À không, buổi trưa đi ăn cơm nhá. Con ăn cơm rồi, không nhận tiền. Không con nhận không tiền. Có nhận tiền cả. Dạ. Bây giờ thầy đi đâu? Con đi về Hà Giang. Đi về Hà Giang à? Dạ. Con ở trên Hà Giang đấy, nhưng dạ, mà hôm nay con lại đi Cao Bằng mất rồi. Dạ, cho hai thầy đầu kia nước nhé. Vâng. Nhà mình bây giờ mình di chuyển đi đâu thầy? Con đi Hà Giang. À, đi Hà Giang, nhà vâng. Bây giờ nhà mình bằng cách ra đi đến 119 cây nhé. Dạ, bây giờ nhà mình đi Hà Giang, nhà mình phải ghi cột cờ lúng cú không thầy? Không biết được, cứ thế. Nam Mô Di Đà Phật. Đi Hà Giang để đi về. Biết thầy rất là nhiều trên các cái YouTube thôi. Vâng. Cũng không ngờ là tình cờ lại gặp thầy. Thầy có cả YouTube cơ. Em xem trên TikTok anh ạ. TikTok có. Vâng. TikTok, xin lỗi. Mấy YouTube xin đi mấy ngày về rồi. Họ đi mấy ngày đấy, họ quay thích đi á. Dạ, tình cờ thì cũng biết nhiều rồi, cái này cũng có duyên. Dạ. Để được gặp thầy trên đường. Vâng. Không nghĩ là sẽ gặp thầy. Vâng. Đi đường nhìn con quen mới nhận ra thầy. Con kể đúng không? Bảo là mình đi sang Cao Bằng là mình sẽ gặp thầy, vì con là Hà Giang. Đó không, hôm bữa có nói thì chú Tài này có nói là sẽ đi Cao Bằng có thể gặp thầy, thì thầy đang ở Cao Bằng. Vâng. Không ngờ lại gặp thầy trên đây. Thầy ơi, nếu như mà thầy có đi qua Hà Giang á, thì cái nơi mà địa đầu Tổ quốc là Lũng Cú huyện Đồng Văn, là cái nơi mà đặt nét bút đầu tiên vẽ lên bản đồ Việt Nam á, là chóp hình chữ S, thì nó sẽ nằm ở Lũng Cú, xã Lũng Cú huyện Đồng Văn, và ở đấy cũng đang xây dựng một ngôi chùa của Lũng Cú khá là lớn đấy ạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Lấy máy chở nước lên xe. Chị hiểu trên TikTok thì cũng biết thầy là chúng ta hình như là một giảng viên của trường đại học mà. Không, giảng viên là thầy Ngô Trạch. Thầy gác con. Vâng, đang ở trong Nha Trang. Thầy trước làm địa chính rồi. Dạ, đúng rồi, con này trước làm đất đai. Còn thầy kia là giảng sư đại học. Dạ, đúng rồi, có một thầy nữa là giảng sư. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.